Chương trình Ngày mới sáng nay sẽ tiếp nối với một số thông tin nổi bật trên các trang báo. Thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia dự kiến khởi động lại thương lượng tăng lương tối thiểu vùng vào ngày 20 tháng 12 tới. Nhưng liệu kỳ họp cuối năm này có kịp để tăng lương đầu năm 2024 hay không vẫn là băn khoăn của rất nhiều người. Liên quan đến nội dung này, Báo Dân Trí đưa tin, tại phiên họp đầu tiên đầu tháng 8 năm 2023, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất khoản thương lượng tăng lương tối thiểu đến cuối năm nay mới bàn thảo tiếp về thời điểm và mức tăng. Nguyên nhân là do kinh tế sụt giảm khiến hơn nửa triệu lao động mất việc làm và giảm giờ làm. Theo Báo Dân Trí, hiện bộ phận kỹ thuật của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vẫn chưa đưa ra báo cáo đánh giá đề xuất về tiền lương tối thiểu vùng sẽ giữ như hiện hành hay tăng vào năm tới, trong khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra phiên họp. Dân Trí nhận định, cuộc họp cuối năm này chắc chắn lương tối thiểu vùng đầu năm 2024 sẽ chưa thay đổi, bởi thông thường mỗi kỳ họp Hội đồng Tiền lương sẽ diễn ra 2-3 phiên. Phương án và thời điểm tăng lương thường được chốt trong phiên họp thứ ba, nhanh nhất là vào phiên thứ hai khi các bên tìm được tiếng nói chung. Buôn đất nền có còn cửa sống là tiêu đề một bài viết trên báo Lao động nhận định tình hình kinh doanh đất nền trong thời gian tới khi dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông tin. Theo bài viết thì điểm mới trong luật rất đáng chú ý, có tác động lớn đến các nhà phát triển bất động sản là quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, thường gọi là phân lô bán nền, được quản lý chặt chẽ hơn. Luật chỉ phân cấp cho địa phương được quyết định phân lô bán nền tại khu vực các xã, thị trấn và khu vực đô thị loại 4 trở xuống. Hình thức kinh doanh đất nền do vậy sẽ bị khống chế. Báo Lao động nhận định, hoạt động kinh doanh đất nền luôn bị coi là hình thức bán lúa non, vốn chỉ phù hợp với các chủ đầu tư kém năng lực, là món ngon của giới đầu cơ và dẫn đến lãng phí tài nguyên đất để hoang hóa đất đai. Hình thức này cũng là căn nguyên của nạn đầu cơ đất, thổi giá, gây sốt đất, tạo bong bóng, tiềm ẩn rủi ro cho thị trường. Pháp luật hiện hành chỉ cấm phân lô bán nền tại các phường của 5 đô thị trực thuộc Trung ương, một số khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan trong đô thị. Nay với quy định mới của luật kinh doanh bất động sản năm 2023 thì hình thức phân lô bán nền sẽ bị siết chặt. Chính sách này về lâu dài sẽ tác động đáng kể để thị trường bất động sản trở nên chuyên nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ tập trung vào phân khúc đầu tư, tạo lập nhà ở, công trình trên đất thay vì chỉ đầu tư hạ tầng và bán lúa non, giúp đất đai được sử dụng tiết kiệm hiệu quả. Thưa quý vị, thời gian gần đây, vấn nạn bạo lực học đường, trong đó có bạo lực giáo viên, bạo lực học sinh, được dư luận đặc biệt quan tâm. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này được tác giả một bài viết trên báo Thanh Niên chỉ ra là thiếu sự đồng cảm giữa giáo viên và học sinh. Theo tác giả thì không có học sinh xấu hoàn toàn, chẳng qua là thầy cô chưa phát hiện ra cái đẹp của các em. Chẳng có học sinh nào là không có ưu điểm, thế mạnh về một sở trường hay là một năng khiếu nào đó. Chẳng qua là các em chưa có điều kiện để bộc lộ. Khi phát hiện lỗi sai của học sinh, nếu chịu khó tìm hiểu kỹ nguyên nhân thì giáo viên sẽ cảm thông, động viên hơn là hậm hực, hăm he và xử phạt. Bài viết ứng xử văn minh trong học đường, lấy yêu thương để giáo dục học sinh trên báo Thanh Niên cho rằng nếu trong môi trường giáo dục có được sự đồng cảm, nhà giáo sẽ cảm hóa được học sinh, thuyết phục các em làm việc tốt và bản thân mỗi học sinh cũng cảm thấy yêu thương và kính trọng thầy cô. Tự tử là một phản ứng bi thảm với các tình huống căng thẳng trong cuộc sống. Tuy nhiên thì hành vi này có thể được ngăn chặn. Mỗi người hãy học cách nhận biết các dấu hiệu một người sắp hoặc là có ý định tự tử để góp phần phòng ngừa cho cộng đồng. Trong bài viết nhận biết nguy cơ tự tử ở người trẻ, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết biện pháp phòng ngừa tự tử là chú ý tới sức khỏe tinh thần của người thân, của bạn bè và cho chính bản thân mình, tránh các môi trường tiêu cực có hại cho sức khỏe tinh thần. Một người có dấu hiệu nghi ngờ tự tử là thường xuyên nói về việc tự tử hoặc là nói đến cái chết, luôn nghĩ mình vô dụng, tự ti về bản thân, không muốn giao tiếp xã hội, tự cô lập bản thân mình. Cũng theo báo Sài Gòn Giải Phóng, các trường hợp luôn thay đổi tâm trạng đang gặp vấn đề ảnh hưởng đến tâm lý, tăng tần suất sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích, thay đổi đột ngột thói quen sinh hoạt, thực hiện các hành động nguy hiểm đến tính mạng, có dấu hiệu sắp xếp lễ tang cho mình, viết chi chúc là gửi gắm, cũng là những dấu hiệu của tự tử. Tác giả bài viết cũng cho rằng, mỗi người còn cố gắng tạo lối sống tích cực, cư xử tử tế với người thân và đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Các bậc cha mẹ, ông bà tránh tạo áp lực quá mức khiến con trẻ suy nghĩ dại dột, hành xử tiêu cực, làm điều đáng tiếc.